Xin chào cả nhà, chào các cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin chia sẻ đến cả nhà cách để chúng ta có thể làm ra một món phá lấu ngon tại nhà, vừa sạch sẽ, an toàn, tốt cho sức khỏe mà ai cũng có thể làm được. Nào bây giờ em xin mời các cô bác, anh chị và các bạn cùng với em chúng ta bắt tay và chúng ta làm món phá lấu. Món phá lấu của gia đình em ngày hôm nay em chỉ sử dụng một cái bao tử, một cái tai heo, một ít chuột già và một ít mũi heo. Gia vị ngày hôm nay em sử dụng là bột sa xíu. Bột sa xíu cô bác và anh chị có thể mua ở ngoài tiệm tạp hóa Bách Hóa Xanh hoặc khu chợ của người Hoa đều có bán. Thực phẩm ngày hôm nay của em khoảng 1,5 kg thì em sẽ sử dụng khoảng 2 muỗng đầy bột sa xíu. Bột sa xíu thì một gói bột sa xíu như vậy sẽ có hai gói nhỏ, mỗi gói nhỏ sẽ tương đương với 2 kg thực phẩm. Sự tiện lợi của bột sa xíu là ngoài tạo mùi tạo vị thì đã tạo màu, cho nên rất chỉ là tiện lợi. Nếu cô bác anh chị và các bạn không mua được bột sa xíu, chúng ta có thể mua gói sốt sa xíu cũng được, hoặc nếu không có sốt sa xíu chúng ta thì có thể sử dụng thêm một chút xíu ngũ vị hương. Ở đây em sẽ tạo thêm mùi bằng cách cho thêm vào đây một chút xíu vỏ quế khô, 2 cái bông hồi để tạo cái vị thơm, để tạo cho món phá lấu chúng ta thêm mùi vị được hấp dẫn. Thì ngoài những gia vị cơ bản, chúng ta sẽ cho thêm vào đây một ít hành tím bằm và một ít tỏi bằm. Các bạn nên sử dụng thêm một ít gốc hành hoa, chúng ta đập dập và bằm nhuyễn, chúng ta cho vào trong thực phẩm để chúng ta ướp chung, để cho món phá lấu của chúng ta được thêm đậm đà. Thì chúng ta sẽ nêm thêm vào đây một chút xíu tiêu xay. Để làm món phá lấu ngày hôm nay thì em sử dụng là nước tương. Nước tương của em đang sử dụng là nước tương Maggi. Em sẽ cho vào đây non 4 muỗng canh nước tương. Tùy theo nước tương nhà cô bác, anh chị và các bạn đang sử dụng là loại nước tương nào, độ mặn ra sao, để cô bác, anh chị và các bạn cân đối lại lượng nước tương ướp để cho chúng ta có một món ăn vừa vặn cho gia đình nhà mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nêm thêm vào đây khoảng non muỗng canh bột nêm và một chút xíu đường cát. Ở đây em không nêm nhiều đường vì chút nữa về sau em sẽ tạo vị ngọt bằng cách cho nước dừa xiêm và nước mía để cho vị ngọt được tự nhiên, thanh mát và thêm mùi vị thơm ngon cho món ăn được hấp dẫn. Thì vị ngọt của nước mía tươi và nước dừa xiêm thì món ăn của chúng ta sẽ được tuyệt vời hơn. Ở đây em sẽ cho thêm khoảng 1/2 gói rượu mai quế lọ. Gói rượu mai quế lọ này cô bác và anh chị có thể mua ở ngoài tiệm tạp hóa hoặc ở ngoài Bách Hóa Xanh đều có bán. Nếu chúng ta sử dụng nhiều hoặc thường xuyên thì rượu mai quế lọ chúng ta sẽ tự ngâm cho tiện. Nhưng ở đây hôm nay em xin giới thiệu đến cô bác, anh chị và các bạn rượu mai quế lọ được mua ở ngoài Bách Hóa Xanh cho tiện và có sẵn. Để cho cô bác, anh chị và các bạn thêm tiện lợi là chúng ta có thể ra Bách Hóa Xanh hoặc cửa hàng tiện lợi. Chúng ta đi một lần là chúng ta có thể mua đầy đủ các nguyên vật liệu và chúng ta có thể làm được những món ăn vừa thuận tiện và không tốn quá nhiều thời gian cho việc đi mua nguyên vật liệu ở từng nơi khác nhau. Nguyên liệu của em sau khi đã được ướp và để thấm trong vòng khoảng 30 phút thì bây giờ em sẽ bắt lên trên bếp và mở lửa vừa phải để chúng ta sẽ rim áp chảo trên bếp để cho nguyên liệu và gia vị được thấm và quyện lại với nhau. Xong chút nữa chúng ta sẽ cho nước mía và nước dừa xiêm và chúng ta rim. Sau khi rim trên bếp, số bao tử tai heo của em đã săn và thấm gia vị, màu sắc đã lên rất chỉ là đẹp. Khi xên như thế này, cô bác, anh chị và các bạn cần lưu ý chúng ta để lửa vừa phải, đảo đều tay, nếu không món ăn của chúng ta rất dễ bị khét. Bây giờ em sẽ châm vào đây khoảng 150 đến 180 ml nước mía tươi. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có nước mía thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2,5 muỗng canh đường và em sẽ châm thêm vào đây khoảng 150 ml nước dừa xiêm.
Và bây giờ em sẽ mở lửa lớn để cho nước được sôi, xong em sẽ đậy nắp và đun trong vòng khoảng 10 tới 15 phút, lâu lâu sẽ mở ra đảo lại để kiểm tra xem món phá lấu của em đã được mềm và quẹo lại chưa. Trong khi đun, lâu lâu cô bác anh chị và các bạn nên mở nắp và kiểm tra nếu món phá lấu của chúng ta đã mềm mà còn nhiều nước thì chúng ta sẽ mở lửa lớn để cho nước nhanh cạn và sánh lại. Món phá lấu của em được đun đến giờ này nước đã cạn và sánh lại. Nếu cô bác anh chị và các bạn muốn có nước để chấm bánh mì thì chúng ta để nước nhiều một chút, còn nếu không chúng ta sẽ đun cho sánh lại một chút thì món phá lấu của chúng ta sẽ được đậm đà, nhìn sẽ hấp dẫn. Món phá lấu của em đến lúc này nhìn đã rất chỉ là hấp dẫn rồi. Bây giờ em sẽ kiểm tra lại lần cuối món phá lấu xem đã mềm vừa phải chưa. Em sẽ sử dụng một cây kéo để kiểm tra. Em sẽ cắt đôi miếng phá lấu để kiểm tra xem miếng phá lấu đã mềm chưa. Cô bác anh chị và các bạn nhìn thấy miếng phá lấu của em màu sắc rất chỉ là đẹp. Miếng thịt sau khi được cắt đôi rồi thì miếng thịt nhìn phía trong rất chỉ là trắng, nhìn hấp dẫn. Với món phá lấu như thế này thì sẽ rất lôi cuốn người ăn. Chúc cô bác anh chị và các bạn sẽ thành công với món phá lấu mà em đã chia sẻ. Nếu cô bác anh chị và các bạn xem video của em, thấy video của em hay và hữu ích, ai chưa đăng ký thì hãy bấm subscribe đăng ký, bấm một chiếc chuông nho nhỏ và chọn tất cả để mỗi lần em ra video mới, cô bác, anh chị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông báo của YouTube và những video mới của em. Và đừng tiếc gì một nút share để share video này đến với nhiều người hơn. Xin cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn.